Xin chào các bạn, vừa về được cặp vé inox dành cho anh em lên xe độ Charlie, Monkey, Dad. Đó, cái này là sexy inox anh em, sexy inox. Đây là hàng Việt Nam nha, rất là đẹp luôn. Anh em lên xe là bá cháy bùa chét luôn. Ok, để mình quay chi tiết cho anh em coi nha. Đây, đó, rất là đẹp anh em. Đây là về trước nha, đây là cái về trước, con đã làm bát sẵn nè, rất là dày luôn, đẹp hơn zin luôn anh em. Đó, anh em xài chung cho Charlie, Monkey, Dad nha. Về độ, anh em gắn cái này mà muốn gắn cúp là không được rồi, cái này nó to quá, gắn cúp là phải đục cái lỗ thọt cái phụt vô. Đây là về sau. Đó, làm găng luôn rất là chắc chắn nha, làm cái găng là để nó không có bị méo á, nó để nó cố định cái khung á. Nó còn thấy không, ở dưới gia công thêm một cái miếng nè, nhìn chắc chưa, như bình thường dập vậy thì đâu cần đâu, mà phải gia công thêm một miếng làm như zin nha. Này ép nè, ở trong nè, ép len nè để cho nó khỏi, ép bên trong nè, còn thấy không đó, ép mí bên trong nè, để nó không có bị mất hình dạng, cố định hình dạng rất là đẹp nha. Có lỗ sẵn luôn, về anh em bắt thôi. Rồi, anh em nào có nhu cầu thì anh em liên hệ số điện thoại trên màn hình giúp mình. Phương thức mua hàng ở bên shop mình nha anh em, phương thức mua hàng bên shop nha. Những anh em nào ở khu vực Sài Gòn qua trực tiếp bên shop để lấy, ở xa thì chuyển khoản rồi qua mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha anh em, tất cả mọi hàng mình bán là không ship code nha. Cảm ơn tất cả các bạn, nhớ bấm vào nút đăng ký phía dưới để theo dõi kênh video phụ tùng vi xe cấp hàng ngày. Cảm ơn tất cả các bạn.